Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thái Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Holy Shark War Evolution. Không, thật ra là cái này là Holy Shark War thôi anh em ạ. Evolution là một cái phiên bản khác nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Let's go. Thì để mở khóa con này thì anh em sẽ cần phải tải phiên bản mod về. Nhưng mà tải phiên bản mod về thì cũng chưa thể mở khóa đâu. Anh em phải mở khóa con Mecha Sarizira này trước anh em nhá. Bằng cách là anh em sẽ thực hiện tất cả những cái quest ở trong bên này. Ví dụ cái con này nhá, có quest này. Đấy, anh em phải hoàn thiện hết và hoàn thiện hơn 100 nhiệm vụ ở đây thì mới có thể là unlock được con Mecha Sarizira nha anh em ơi. Rồi thì hôm nay mình sẽ chơi con này cho anh em xem. Con này khá đẹp. À, mình chưa nâng cấp mắc các thứ à. Con này thì nó giống với con Sarizira kia nhưng mà nó là Mecha anh em ạ. Như kiểu là Mecha Godzilla ấy. Thì theo như ở trong phim thì nó sẽ mạnh hơn cái con Sarizira bình thường. Cái này là do loài người chế tạo ra. Và anh em có xem phim Kong vs Godzilla ấy, thì con Mecha nó cân cả Kong và cân cả Godzilla cơ. Khá là bá đạo, may mà có con người. May mà con người đổ nước vào cái mạch của nó ấy, cái mạch điều khiển của nó ấy, nên nó mới bị thua thôi. Không thì hai con kia cũng sẽ tèo rồi anh em ạ. Con này khá đẹp anh em ơi. À, ok, chúng ta cho lên mắc rồi anh em nhá. Và mình có cái gì đi kèm nó không? Đi kèm nó 80. Cái nào 485, 500. Ờ, cái nào khỏe nhất nhỉ? Mình nghĩ là tầm đây. Plasma Beam. Mua được con này đi. Nó sẽ đi kèm chúng ta nhá. Nhưng chỉ được được mấy con ta? Con này đi được mấy con ta? Mình không rõ đi được mấy con nữa nhưng mà khá là đẹp. Mình phải công nhận là khá là đẹp đấy chứ đúng không? Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại và chụp một cái bức ảnh cho nó luôn. Nhìn đẹp nhỉ? Wow. Chúng ta sẽ quay sang bên này đi. Nó có thể đứng được đâu mà. Chúng ta text một cái bức ảnh chụp cho ai đó. Rồi ok, mình sẽ ra ngoài đi. Chụp xong rồi thì chúng ta sẽ vào game nhé. Chúng ta sẽ sử dụng một vài thứ. Sử dụng nó này, sử dụng cái con mấy con cá đi kèm đó. Ở đâu? Cái con lúc nãy rồi. Đây. Equip plasma vào đây. Cầm được mấy con nhỉ? Hình như cầm được hai con hay sao anh em ạ? Thì mua hai con mạnh nhất thôi. Con này là 170, 485, 490, 495, 25% máu nữa. Như vậy là tôi có hai con nha anh em. Hai con, mình nghĩ hai con là ok rồi. Cho sẽ được khoảng 3 con hay 4 con gì đấy. Rồi, chúng ta sẽ thêm một vài quả tên lửa. Rocket Jetpack 750, 300. Cái nào ngon nhất nhỉ? 250, mình nghĩ cái 300 này là ngon nhất rồi. Rồi, chúng ta xong cái này nha. Luyện tập Max này. Còn đây là... Nó không có cái hình dạng khác nhỉ, nó chỉ có đến này thôi anh em nhá. Và rồi, chúng ta vào game đi anh em ơi. Ta sẽ không chơi ở cái chỗ Ocean này đâu. Mình sẽ mở cái Arabian Sea, South Chinese Sea, Pacific Island, Arctic Ocean. Có khu vực nào không? Khu vực nào gọi là xịn nhất đâu anh em? Ui, Extension. Ui, cái này mới là khó này anh em. Pacific, Arctic Apocalypse. Ok, chúng ta chơi cái này đi anh em. Ui, anh em thấy con Mecha không? Còn đây là con Sarizira đây. Hơi thở nguyên tử. Ok, con này thì nhìn cũng đẹp, rất là đẹp, rất là xịn, rất là to luôn. Nó cũng sẽ có hơi thở nguyên tử nha anh em. Ok, ăn đi. À, cái này, cái chế độ này thì thỉnh thoảng nó sẽ có mấy cái chế độ linh tinh tinh nó sẽ xuất hiện ở đây anh em ạ. Trừ 50% máu. What? Cái gì vậy? Sẽ sai trừ 50% máu của tôi vậy? Nó có những cái hiệu ứng bất ngờ anh em. Ghét thật sự luôn, khi mình chơi ở chế độ bình thường ấy. Cho đỡ ghét. Khó chịu thật. Map.
mình phải xem quảng cáo thì mình mới có cái map nha anh em. Cho chui luôn xuống con tàu rồi anh em ơi. Cái gì vậy? Không đi được anh em ạ. Đường này bị ấy rồi. Bị chặn rồi. Trở lại máu chưa? Mình cái dưới mình có một cái lớp có cái lượng máu khác. Megarus Swap Free Low Gravity ha. Cái này khó chịu thật anh em ạ. Cái chế độ cực kỳ là khó chịu, cực kỳ là ghét luôn ấy. Có lẽ mình sẽ đổi cái chế độ kia đi. Mình ghét chế độ này anh em ơi. Mình rất ghét chế độ này. Option Quiz. Rồi. Chúng ta sẽ đâu nhỉ? Hero ra chơi kiểu gì? Siêu phẩm chứ. Chúng ta sẽ tắt cái này đi đã, xong rồi tính sau nhá. Ok, và chúng ta sẽ chơi chế độ bình thường thôi anh em ạ. Mình không thích chơi chế độ kia. Một tí nào. Có một cái chế độ Extraction này. Đây, mình vẫn đánh ở cái Pacific Island nha. Không chơi chế độ quái vật quái đản nha. Thật sự ghét. Đấy. Chế độ bình thường có vẻ là ổn không? Rất ổn áp luôn đấy. Nhưng mình chưa có map anh em ạ. Tôi chưa có map thôi. Mình có jetpack cơ mà. Xoắn gì. Wow. Có cái tia laser bắn gì ở đâu ra này. Mình cũng giống như cái con. Mình có cả cái một cái nguồn năng lượng bắn ra từ ngực kìa. Cái này có vẻ khỏe hơn con Sakura. Châu hơn. Đấy, thì khoảng là mình tựa mình bắn nha anh em. Bắn rồi đấy. Wow. Hơi thở. Gabes đâm được cái gì? Hơi thở nguyên tử. Ok. Ui. Tiến hóa à? hay làm gì đây? Gold rush. Tất cả sẽ biến thành vàng hết rồi cho chúng ta. Wow. Phì diệt cả đại dương. Mega Gold rush cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây cưng ơi? Ăn hết. Ăn thịt hết. Đến đây là tận cùng rồi sao anh em ạ? Tận cùng của thế giới rồi. Mình không thấy có thể đi thêm đâu nữa. Ăn hết anh em ơi. Thế này có khá nhiều chữ ăn. Cho có một cái chữ U nha anh em. Đáng sợ chưa? Con này mạnh quá anh em. Ăn được cái này không? Không ăn được anh em nhá. Vẫn là chưa đủ cái kích thước để ăn được một cái đấy. Vào là nổ là chết đấy. Úi dồi, sao lắm tê. Ảo thật đấy. Toàn ngư lôi khổng lồ. Sợ thật. Destroyer. Rồi mình đã hạ xong được cái con tàu khổng lồ rồi. Ơi, bọn kia nó sẽ ăn hộ mình. Tàu ngầm ạ. Tàu ngầm mình có phải là cái gì đối với mình quá lớn đâu anh em. Mình có mấy con đệ anh em. Nó sẽ hạ hộ mình mấy cái mấy thứ linh tinh. Ui cái gì ấy? Cái đấy nổ vỡ mồm anh em ạ. Ui rồi ôi, tôi mất một lượng máu cực kỳ nhiều luôn. Ơi không ơi, chưa đi đang đi hưng ngược hướng gió à. Phá ra. Xa khủng khác chứ. Laser. Càn quét hết anh em ạ. Ui không phá hủy cái đấy à. Thảo nhì. Thật đấy. Ui xôi, cho bay cung trăng à. Cho xuống một cái hồ gì đây này. Hồ bé. Ai à. Con này nó trâu quá anh em ạ. Mãi là không chết. Trời ơi, thức ăn thế. Nhìn thức ăn dã man luôn. Nhưng mà chúng ta bị tàu ngầm thịt hết anh em ạ. Sao bên này như là có con bạch tuộc hay con boss gì đó đúng không? Ở một cái góc này mình nhớ ở đấy nó sẽ có một con nhé. Ăn vàng đã. Ây da, khủng khiếp chưa bạn ơi. Ui rồi, ô hết đường rồi.
Cái này xem quảng cáo có cái map thì nó sẽ tốt hơn anh em ạ, thì chúng ta sẽ biết được cái vị trí của bọn này. Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Có nhiều cá kia ăn hết anh em nhá. Con mecha này khỏe quá anh em, nó trâu quá. Cảm giác nó trâu hơn con sắc Zira hôm qua. Và nó khó chết hơn rất nhiều. Ấy ấy. Chắc là mình sẽ làm một tập để mở khóa con sắc Zira, hướng dẫn các anh em cho chi tiết. Nó hơi mất thời gian tí. Thế phải cài lại game này. Đó, ok, ra đi xuống. Ôi bạch tuộc kìa. Có một con bạch tuộc con trong đấy ạ. À, cái này có thể bắn được cái ngư lôi loại vừa. Ngư lôi loại to nhất thì chắc là không bắn được. Đi được không? Đi được anh em ơi. Con Ross tiến hóa lên nào. Ý da. Ăn cả thế giới. Đấy, cái này thì chịu vào, nhưng mà mình chịu một phát thì mình mất khoảng 1/3 máu thôi. Nên mình cũng không xoắn lắm đâu nha. Cẩn thận, lại dính vào kia. Chúng ta đang có cái chế độ Gold Rush. Bật Most Gold Rush lên. Và tất cả đều biến thành vàng. Ui. Hết rồi, hết biến thành vàng nhá. Hết biến thành vàng rồi nha bạn. Ây à, đau 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 đau. Đau thế. Đau thế người nhé. Ây à. Ây à. Nổ liên hoàn ạ. À. Chắc mình sắp tèo. Ui, không. Không, không chết được. Chết sao được. Ôi, đây là đâu? À, đây là cái mà, đây là cái bể bơi mà anh em. Quá khỏe. Nó vẫn quá khỏe, chế độ bật chế độ Gold Rush lên. Vàng ơi. Chế độ Gold Rush thì mình là bất tử anh em ạ. Dù mình có phóng vào cái này thì mình cũng mất máu, tại vì mình vừa hết chế độ Gold Rush xong. Quá đen, cho nó bán kem luôn. Đưa con mạnh nhất ở đây. Còn mạnh nhất của ra cổ các người ra đây cho ta. Mấy thằng người nó ra vô vẩn này. Mình chỉ sợ mỗi cái ngư lôi loại khủng khiếp như thôi. Ây à. Ây à. Sắp tèo, ôi sắp tèo rồi, sắp tèo. Ôi tèo thật rồi anh em ơi. Rồi và chúng ta sẽ cứ nhé. Xin chào anh em.